Xin chào các bạn, hôm nay nhà Nam Thanh sẽ nấu hủ tiếu. Thì hủ tiếu xuất phát từ người Hoa và đi đến đâu thì cái món hủ tiếu nó sẽ biến tấu theo cái địa phương vùng đó. Ví dụ như khi tới Mỹ Tho thì nó sẽ thành hủ tiếu Mỹ Tho, Sa Đéc thì hủ tiếu Sa Đéc, và tới Campuchia thì nó sẽ gọi là hủ tiếu Nam Vang. Nam Vang là dịch ra từ chữ Nông Bên. Đặc biệt quan trọng ở cái hủ tiếu Nam Vang là được rất là nhiều người Việt Nam mình ưa thích bởi sự ngon và đậm đà. Và sau khi người Việt mình đến học cái món hủ tiếu Nam Vang tại Campuchia thì về Việt Nam và nấu lại theo hương vị của người Việt. Do đó khi mà các bạn ăn hủ tiếu Nam Vang của Việt Nam, hương vị nó sẽ khác hoàn toàn so với cái hủ tiếu Nam Vang chính gốc. Và hủ tiếu Nam Vang trở thành một cái món đặc sản, có thể nói là không thể thiếu ở tại Sài Gòn. Đối với cái món hủ tiếu này, nước dùng là từ xương heo, thì các bạn có thể thêm cái xương gà vô. Thì xương gà thì nó cho cái mùi thơm, và xương heo thì cho vị ngọt. Và hôm nay Natha sử dụng hoàn toàn bằng xương ống heo. Thường thì người ta kinh doanh á, người ta sẽ chọn cái xương ống nó không có thịt. Nhưng mà ở nhà mình ăn nên mình chọn cái xương ống nó có thịt thì nó sẽ mắc hơn là xương ống mà không có thịt các bạn. Khi mà kinh doanh thì người ta hầm cái xương ống từ 4 cho tới 6 tiếng đồng hồ. Thì lúc đó thì xương nó ra hoàn toàn chất ngọt. Còn nếu mà Natha sử dụng cái xương ống mà nó có thịt như thế này, hoặc là ăn thịt như thế này, mình chỉ hầm 3 tiếng đồng hồ thôi. Cái đây là 2 kg xương ống, Natha đã rửa rồi. Mình sẽ bắt nồi nước để mình trụng xương nha các bạn. Mình trụng xương, thứ nhất là cho xương mình sạch hơn. Mình sẽ bắt cỡ 2 lít nước để mình trụng xương các bạn. Cho vào đây khoảng chừng nửa muỗng canh muối vào. Và mình có ở đây là một muỗng canh giấm, giấm 4.5%. Các bạn dùng giấm nào cũng được, kể cả các bạn không dùng giấm cũng được nha. Sau đó mình sẽ cho xương vào mình trụng, trụng khoảng chừng 5 phút mà các bạn. Cái này mình đã bỏ vào nước sôi rồi, trụng nó được 5 phút rồi các bạn. Mình sẽ đổ ra mình rửa lại, tại vì nhiều khi mấy cái tỉ nè và cái bọt nó dính trong cái thịt của mình. Mình không rửa lại thì nó vẫn còn bám, lúc mà mình nấu thì nó sẽ bị cũng bị đục nước nha. Hôm nay Natha sẽ nấu 2 kg xương ống với 10 lít nước. Tùy theo giá cost mà các bạn có thể là nấu nước nhiều hay ít. Ví dụ như các bạn bán giá cao thì mình sẽ nấu nhiều xương ít nước để cho nó ngon, ngọt, đậm đà. Còn ví dụ như các bạn bán hủ tiếu gõ thì thường người ta bán hủ tiếu gõ 1 kg người ta nấu tới 20 lít nước. Khi mà nấu xương, nấu nước dùng hay nấu nước lèo thì người ta sẽ nấu dưới dạng là nấu từ nước sôi hoặc là nấu từ nước lạnh. Nếu mà các bạn nấu từ nước lạnh thì chất ngọt nó sẽ ra nhanh hơn và cái nồi nước của mình đậm đà hơn. Và ngược lại, nếu mà các bạn nấu từ nước nóng thì cái nước nồi nước dùng của mình trong hơn. Mình sẽ đổ vào đây 10 lít nước nha các bạn. Và mình nấu nước ngay từ nước lạnh thì bây giờ mình đổ 10 lít nước vào rồi thì mình cho xương vào. Sau đó mình mới bật bếp nha các bạn. Và để cho cái nồi nước dùng của mình trong, chất ngọt ra hết từ xương, thì các bạn nhớ là khi mà mình nấu nước dùng thì đầu tiên là bỏ xương và nước vào. Sau đó mình mới bật ga lên và mình bật hết lửa lớn để cho nước nó sôi bùng lên. Sau đó mình vớt bọt và mình hạ lửa để cho nước sôi. Nước chỉ sôi liu riu thôi. Và các bạn không được khuấy nó cũng làm đục nước nha. Bây giờ thì nước nó nguội như thế này, Natha sẽ bật hết cỡ cho nó sôi lên. Cái nồi nước dùng của mình, Natha đã nấu được nửa tiếng thì bắt đầu sôi. Các bạn nấu bếp khè thì nó sẽ sôi nhanh hơn. Và khi nó sôi lên như thế này, các bạn sẽ vớt bọt và chờ nó sôi bùng lên mình mới hạ lửa nha. Trong một tiếng đầu nấu, mình sẽ vớt bọt kỹ thì cái nước dùng mình mới trong mới ngon. Và các bạn thấy vớt bọt không? Mình sẽ vớt, mình sẽ đùa cái phần bọt ra cái chỗ nào mình dễ vớt nè, phía bên này cái góc này có vớt mình đó, nên mình sẽ vớt hết cái phần bọt này, vớt sạch cái phần bọt này. Quan trọng để nấu nước dùng trong là những cái lần vớt bọt đầu tiên các bạn vớt kỹ và mình hạ lửa đúng lúc. Khi mà các bạn mới nấu như thế này là bọt nó chưa ra hết thì cái đục không sao hết nha, các bạn đừng lo. Khi mà nó sôi bùng lên như thế này nó sẽ dặn lửa vừa, dặn cái lửa mà nó không sôi thì chất ngọt nó không ra hết, và mình sôi quá thì nước dùng của mình đục. Do đó mình sẽ dặn làm sao mà để nó sôi cục cục nhẹ. Đó, các bạn thấy không, của Natha nó sôi cục nhẹ như thế này. Mình không được khuấy nha các bạn. Cũng như là nếu mà mình hầm thời gian lâu thì mình cũng không để nắp.
đậy nắp thì nó sẽ bị làm đục nước. Các bạn lấy muỗng các bạn khuấy cái xương á, nó cũng đục nước, mình chỉ vớt ở trên mặt thôi. Vớt để cái giá làm sao mà phía trên để mình vớt cái phần bọt, chứ mình không có vớt cái phần nước hoặc là cái mỡ. Thì lúc này thì bắt đầu mỡ nó có cái lớp dán mỏng rồi đó. Các bạn vớt ở phía trên là bọt, sâu hơn xíu nữa là mỡ và sâu hơn tí nữa là nước. Sẽ càng vớt nó càng trong, hồi nãy các bạn thấy chưa, vớt bọt nó rất là đục. Mình sẽ nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ này rồi mình canh vớt bọt nha. Mình sẽ để nó ụt ụt như thế này, và các bạn nhớ khi mình vớt bọt á, mình có thể lấy cái này nè, chà chà ngay chỗ cái lằn bọt nó đóng như thế này nè, để cho nó xuống rồi mình vớt. Thứ hai nữa là lúc mà mình nấu xong á, nó không có bị dính cái lằn đen với cái chỗ nồi nè. Mình chùi rửa nồi nó cũng dễ nha. Các bạn thấy mình vớt cái bọt lần thứ ba rồi là bắt đầu cái nước của mình nó trong ha. Cái nước dùng của mình các bạn thấy không, nên ta nấu từ từ và lâu lâu các bạn gom lại, mình sẽ nhìn bọt nó nhiều như thế này bắt đầu mình vớt nè. Các bạn đừng có để bọt nhiều quá, không vớt kịp nó sẽ đục ha. Và khi mà các bạn càng vớt cái này thì các bạn càng thấy nó trong, càng thấy được cái xương nó nằm ở dưới đáy. Mình sẽ quay rất là kỹ cái phần nấu nước dùng. Mặc dầu cái cách nấu nước dùng cũng đã được chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà nấu nước dùng sao cho nó đậm đà, sao cho nó trong và nó ngon thì lúc nào cũng là một thử thách đối với người đầu bếp. Và khi mà mình quen thì mọi việc rất là đơn giản các bạn. Với cái lửa mà sôi ụt ụt như Natha đang nấu thì cứ 1 tiếng đồng hồ các bạn mất 1 lít nước. Thì trong khi chờ đợi nấu nồi nước dùng thì Natha sẽ giới thiệu với cái phần nguyên liệu tiếp theo. Hôm nay Natha nấu nồi nước dùng là 10 lít, nhưng mà mình sẽ nấu để dành ăn từ từ. Cái nguyên liệu chuẩn bị cho cái phần hủ tiếu này khoảng chừng từ 8 cho tới 10 người ăn. Không dùng hết 10 lít nước dùng nha các bạn. 30 cái trứng cút. Trứng cút này Natha đã luộc và đã bóc vỏ rồi. Và mình có một cái trái tim, nửa ký tôm sú. Các bạn chọn mua tôm sú loại nhỏ. Thứ nhất là loại nhỏ nó sẽ rẻ hơn loại to. Thứ hai nữa là cái tôm sú nhỏ, khi mà các bạn bỏ hai con tôm trên cái tô hủ tiếu nó vừa. To quá thì nó đâm ra nhìn thấy tôm không thấy gì hết. Thứ hai nữa là các bạn chọn cái tôm sú, bởi vì cái con tôm sú khi mà mình luộc lên, mình lột ra, nó có màu đỏ rất là đẹp. Các bạn mua tôm đất hay là tất cả các loại tôm khác, nó không đỏ đẹp bằng tôm sú nha. Và Natha đang mua cái loại tôm sú nhỏ như thế này thì 1 ký khoảng chừng 70 con. Tiếp theo nữa là mình sẽ có cái phần thịt bằm, 200 gram thịt bằm. Và để cho cái nước dùng của mình nó tạo ngọt và tạo hương thơm thì mình dùng tôm khô và mực để giúp cho cái nước dùng của mình ngọt hơn, thơm hơn. Gồm có ở đây là 20 gram mực khô, 30 gram tôm khô. Tôm khô này mình sẽ ngâm nước ấm và rửa thật sạch. Các bạn nhớ là mình sẽ rửa tôm khô thật sạch lại nha. Nhiều khi trong quá trình người ta phơi tôm, người ta làm tôm khô, người ta cho chất bảo quản thì mình sẽ ngâm nước nóng rửa sạch thì nó sẽ đỡ hơn. Và mực này thì mình sẽ rửa sạch và mình nướng lên cho nó thơm. Ngoài ra thì Natha sẽ sử dụng cái chất tạo ngọt, độ trong cho nước dùng. Thì sẽ có ở đây là 300 gram củ cải trắng, 300 gram củ sắn và 50 gram gừng. Trong trường hợp mà các bạn không có củ sắn thì mình có thể thế bằng 600 gram củ cải trắng. Lưu ý là các bạn không nên lạm dụng cái củ cải trắng nhiều, tại vì cái củ cải trắng nhiều nó ra chất ngọt, nó thơm, nhưng mà làm quá, nấu nhiều thì nó sẽ nghe cái mùi của cải trắng rất là nồng nha. Và gừng này thì 50 gram sẽ giúp cho cái nồi nước dùng của mình thơm hơn. Khi mà mình ăn vào nó sẽ nóng nóng, ấm ấm cái bụng mình hơn. Và bây giờ Natha sẽ đi chuẩn bị cái nguyên liệu này ha. Mực và cái phần gừng mình sẽ nướng lên. Khi mà mình nướng lên đó thì mình cho vào cái nồi nước nó rất là thơm nha các bạn. Trong cái phần hủ tiếu á các bạn, nó có cái phần tép mỡ ăn rất là ngon ha. À, cái cách tráng mỡ thì có lẽ ai cũng biết. Mỡ mình mua về mình rửa sạch, mình sắc hạt lựu, sau đó mình bắt lên bếp. Thì các bạn bắt khoảng chừng 10 phút nó sẽ chảy cái nước mỡ như thế này. Làm sao để cho cái nước mỡ của mình lúc nào nó cũng trắng như thế này, nó không có bị đen. Thì bây giờ ví dụ như khi mà nước mỡ nó ra được như thế này, mình sẽ cắt cái phần nước mỡ này ra, thì các bạn sẽ được cái phần nước mỡ nó trong nha. Và mình để mình chiên cá nè, mình kho thịt hay là nấu ăn gì rất là ngon. Chứ mà các bạn để mà nó vàng quá thì nó không ngon nha. Mình chắc cây như thế này, các bạn chắc sớm hơn nữa thì cái nước mỡ mình nó trong hơn nữa luôn. Natha chắc hơi trễ nè. Rồi cái phần mỡ này tiếp tục mình ráng cho nó ra mỡ nữa và cho cái tiếp mỡ mình nó vàng nữa nha.
Và khi mà nó ra mỡ một lần cuối cùng nữa thì mình sẽ cho một xíu hành tím vào thì giúp cho mỡ mình nó thơm. Khoảng chừng 2-3 tép hành vào đây. Nó rất là nhanh, sau khi hành nó vàng và tép mỡ mình nó cũng vàng nữa là xong ha. Và mình được cái phần tép mỡ rất là thơm. Nó vừa vàng thì các bạn tắt bếp nha, để phải hành nó cháy. Mình sẽ đổ ra. Khi mà dầu nguội thì mình sẽ trút cái phần tép mỡ này vào trong dầu này. Như vậy là cái nồi nước dùng của Natha đã nấu được 1 tiếng đồng hồ. Trong trường hợp mình kinh doanh không có thời gian mình nấu 3 tiếng, cái xương củ này các bạn có thể nấu thêm qua ngày hôm sau. Tức là ngày hôm sau mình sẽ nấu cái xương cũ và cái xương mới. Tại vì thật sự cái xương cũ này nó chưa có ra hết chất ngọt. Đây là cái gừng mà Natha đã nướng. Khi mà các bạn nướng lên nó sẽ thơm nha. Và các bạn thấy à, mình phải nướng làm sao mà khi mà mình cạo ra mình thấy nó trong. Chứ cái gừng mà nó còn sống thì nó rất là đục. Cho 50 gram gừng vào đây. Mực khô Natha cũng nướng rồi, con nhỏ nhỏ thôi. 2 4 6 40 gram tôm khô. Trong trường hợp mà các bạn không thích cái mùi tôm khô nhiều thì các bạn có thể nâng cái phần giảm cái tôm khô lại và tăng cái lượng mực lên nha. Và ngược lại, nếu mà các bạn không thích cái mùi của mực nhiều thì các bạn giảm cái mực và tăng cái tôm khô. Natha đang giảm cái mực và tăng tôm khô. Thường người ta sẽ làm 30 gram tôm khô, 30 gram mực. Nhưng mà Natha không thích cái mùi mực khô cho lắm, cho nên Natha dùng 20 gram mực và 40 gram tôm khô. Tôm khô này mình cũng luộc nước nóng, ngâm nước nóng và rửa thật sạch. Thời gian mà để tôm khô và mực ra chất ngọt hết đó là 2 tiếng đồng hồ. Thì mình sẽ để vào 2 tiếng cuối. Hôm nay Natha nấu cái nồi nước dùng này 3 tiếng thì bây giờ đã trải qua 1 tiếng, còn 2 tiếng cuối thì Natha sẽ bỏ cái phần tôm khô và mực và gừng vào. Và cái phần gia vị tạo cái mùi thơm cũng như là nước trong, nước ngọt, củ sắn và cái hà của cải trắng thì mình sẽ bỏ vào 1 tiếng cuối cùng của cái nồi nước. Khi mà mình bỏ vào thì mình có thể dặn lửa lớn lên để nó sôi trở lại, sau đó mình dặn lửa vừa tiếp tục nấu nha các bạn. Hôm nay Natha chỉ dùng cái hành tím, tôm, thịt bằm, không có dùng cái, các bạn có thể thích thì các bạn có thể luộc thịt nè, hoặc luộc sườn nè, hoặc luộc gan bỏ vào trong thêm hủ tiếu mình cũng rất là ngon nha. Và khi mà luộc những cái thịt này thì các bạn ưu tiên mình sẽ luộc cái phần tôm trước, để tôm mà để ra ngoài xíu là không tươi được nữa. Và tốt hơn hết là mình mua về mình luộc liền, càng sớm càng tốt. Và cái tôm thì Natha đã rửa sạch. Và cái tim này thì cả chẻ ra mình sẽ rửa sạch máu ở trong tim. Đó là mình sẽ luộc hai thứ này nha. Mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi để mình luộc tôm nha các bạn. Khi mà luộc tôm thì mình sẽ cho vào đây khoảng chừng một muỗng cà phê muối, tức là 1/4 muỗng canh vào để mình luộc tôm. Và nước thật sôi thì mình sẽ cho tôm vào. Với nửa ký tôm này thì Natha đổ khoảng chừng 1 lít nước. 2 phút thì mình sẽ vớt ra. Các bạn nhìn nó đỏ mà nó cong lại như thế này là nó chín rồi. 2 phút thôi. Tôm mà các bạn luộc như thế này nó vừa đẹp mà nó rất là ngọt do có xíu muối trong đây nè. Mình để ráo một lát mình sẽ lột tôm nha các bạn. Tôm của mình đỏ rất là đẹp. Mình trụng nha các bạn. Các bạn có thể trụng cái tim này một lượt chứ lúc hồi nãy mình trụng nước xương á. Sau đó thì mình rửa lại với vòi nước lạnh. Rửa cho sạch và cái máu, cái chỉ dơ á các bạn. Sau đó mình sẽ cho vào cái nồi nước dùng mình đang nấu mình luộc nha. Luộc tim nhỏ như thế này thì khoảng chừng 20 phút tới 30 phút. Khi mà nấu bán thì thường cái tim nè hoặc cái thịt người ta sẽ luộc riêng, không luộc chung với nồi nước dùng. Khi mà các bạn luộc riêng như vậy á, các bạn sẽ nêm gia vị cho nó vừa giống như là nấu canh vậy đó, thì nó sẽ thấm vào trong cái tim hoặc là thịt hoặc là cái gan thì sẽ ngon hơn. Ví dụ như các bạn luộc chung với nồi nước dùng này thì nó sẽ không ngon nha. Với lại á, khi mà các bạn luộc chung với cái nồi nước dùng này nó dễ làm đục cái nồi nước của mình, nó hư rồi, nó hư cả nồi luôn. Thường là cái tim của mình sẽ luộc khoảng chừng 20 phút. Nếu mà tim to thì các bạn luộc khoảng chừng 30 phút. Và khi mà các bạn luộc xong tim á, mình sẽ kiểm tra tim mà chín hay chưa bằng cách lấy lên. Các bạn lưu ý là mình khi mà lấy tim này mình đừng có đụng vào cái xương nha. Tức là mình không khuấy á. Mình khuấy á, nước sẽ đục cái nồi của mình. Và mình sẽ kiểm tra đũa ấn vào cái chỗ nào dày dày á. Mình sẽ ấn đũa vào cái chỗ dày dày mà nó lủng như thế này. Và cái máu
không thấy cái máu chảy ra là tim mình chín rồi, mình vớt ra. Mình ngâm nước lạnh một xíu, mình sẽ ngâm vào trong nước lạnh cho nó trắng, thôi mình sắc nó dễ nha các bạn. Khi mà các bạn ăn bún hay ăn hủ tiếu ở ngoài có cảm giác ngon miệng, sẽ hay bắt gặp cái phần mà ớt và cái phần tỏi ngâm vắng. Khi mà mình ăn thì nó sẽ tăng cái hương thơm và tăng cái vị luôn, làm cái món ăn mình ngon hơn. Thì hôm nay Natha sẽ chia sẻ cái cách ngâm tỏi và ngâm ớt để mình có thể để ở nhà mình ăn. Natha có ở đây là 100g ớt và 100g tỏi đã lột vỏ. Để mà ngâm tỏi không bị xanh thì các bạn nhớ là những cái nào nó hư thì các bạn cắt bỏ, và mình sẽ sắc lát hoặc là mình sẽ xay ra để mình ngâm với giấm. Và để cho cái tỏi của mình nó không bị xanh, bị đen khi mà ngâm thì các bạn lưu ý là không đụng nước. Nếu mà các bạn muốn lột tỏi nó nhanh hơn thì các bạn bỏ giấm vô, đổ vô cho nó mềm cái vỏ hơn mình lột. Hoặc là mình dùng giấm mình rửa cho tỏi mình sạch, chứ mình không rửa nước lạnh, không đụng nước. Thì như vậy thì các bạn dù mà các bạn làm tỏi như thế nào, tỏi non, tỏi già hay tỏi không tốt, không đẹp, thì bạn ngâm giấm nó cũng không bị đen, nó cũng không bị xanh. Cái phần ớt mình nếu mà mình kỹ và mình rửa lại nước giấm. Và tỏi này ta sẽ sắc lát, và ớt thì cũng sẽ sắc lát. Các bạn có thể băm tỏi này ra cũng được nha, hoặc là mình xay cho nó nhanh á. Thường quán người ta sẽ làm cái tỏi Trung Quốc đó, nó trắng hơn cái tỏi này, với lại nó to các bạn. Mình bào thì mình sắc cũng dễ. Cái tỏi này cái tỏi Hải Dương cho nên nó hơi bị ngà, với lại mình lột nó cực. Mình sẽ làm cái phần giấm để mình ngâm tỏi và ngâm ớt nha các bạn. Hôm nay mình sẽ dùng đây là nửa lít nha, 500ml giấm. Thì cứ 500ml trước giấm thì mình sẽ dùng 250g đường. Tỷ lệ rất là dễ nhớ, đó là 2 giấm vào 1 đường. Trong trường hợp các bạn không có ăn ngọt thì mình sẽ giảm đường lại. Thường người Bắc người ta sẽ ngâm tỏi không có dùng đường luôn á các bạn. Khi mà người ta ngâm tỏi với lại giấm thì người ta sẽ tận dụng cái nước giấm nấu ăn. Và người Nam thì thường làm cái nước giấm nó có gia vị một xíu để nó thấm vào trong tỏi, hoặc thấm vào trong ớt, hoặc là thấm vào trong hành thì hành ăn sẽ ngon hơn. Đáng lẽ là 250g đường sẽ giảm 100g đường, còn 150g thôi. Và với cái lượng này thì mình sẽ niêm vào đây 30g muối. Giấm đường muối là một cái chất và kỵ vi khuẩn, khi mà mình làm như vậy thì giúp cho tỏi, hành, ớt của mình bảo quản được lâu, mình ăn nó cũng ngon. Đây là cái cách mà ông bà xưa ngày xưa của mình dùng để bảo quản thực phẩm. Khi mà các bạn nêm thì các bạn sẽ nghe chua nhiều, ngọt ít và mặn lợ lợ, thì lúc đó mình ngâm nó mới ngon nha. Cái keo đựng thì mình cũng phải thật sạch và không phải lau thật khô, không dính nước nha các bạn. Và khi mà cái hỗn hợp của mình khuấy cho nó tan đều hết thì mình sẽ chế vào. Cái này mình ngâm một ngày là mình ăn được rồi. Đây là cái củ cải trắng ta đã gọt vỏ, rửa sạch và cắt khúc như thế này. Đây là cái củ sắn. Thì củ cải trắng và củ sắn mình sẽ cho vào trong cái nồi nước dùng 1 tiếng cuối. Và nồi nước dùng của Natha đã nấu được 2 tiếng đồng hồ. Mình sẽ cho vào. Cái thường Natha nấu với cái lửa này, nhà Natha nấu thì cứ 1 tiếng đồng hồ nó sẽ hột 1 lít nước. Do đó cái này là 10 lít ban đầu, nấu sau khi nấu được 3 tiếng đồng hồ thì nó hột còn nó sẽ là 7 lít nước. Thì Natha sẽ nêm gia vị cho 7 lít nước. Trong trường hợp mà các bạn buôn kinh doanh hoặc là các bạn muốn cái giá cost nó giảm thì các bạn chế nước thêm nhiều hơn rồi mình nhân công thức ra mình nêm nha. Thường người ta bán là người ta sẽ đổ 10 lít nước, nấu xong người ta sẽ chiêm lại đủ 10 lít nước đó, sau đó nêm gia vị. Và lưu ý là đây là cái công thức mà Natha dự phòng nó sẽ không có quá mặn cũng như không có quá ngọt, không có quá vừa ăn. Nó sẽ ở mức trung hòa. Ví dụ như các bạn ăn đậm đà thì các bạn sẽ thêm nước mắm, thêm hạt nêm. Ví dụ như mình ăn ngọt thì mình thêm đường. Bây giờ Natha sẽ cho cái công thức 1 lít nước dùng cho các bạn nêm dễ. Khi mà các bạn làm số lượng nhiều thì mình sẽ nhân công thức lên. Và lưu ý 1 lít nước dùng này có nghĩa là sau khi các bạn đã nấu, chiêm thêm nước và cân lên được là 1 lít nước, thì mình sẽ có là 5g hạt nêm, 5g bột ngọt, 7g muối, 7g nước mắm, 10g đường
và 10 gram đường phèn. Vậy như vậy là Natha dùng 7 lít nước thì Natha sẽ nhân tất cả cho 7. Sẽ gồm có là 49 gram muối, cân chẳng 50 gram. 35 gram hạt nêm. Bột ngọt sẽ là 35 gram. Các bạn kinh doanh thì các bạn nhân 3 lên nha. Và mình sẽ có 70 gram đường cát. 70 gram đường phèn. Mình sẽ nêm đường phèn để nó ngọt thanh nha các bạn. Đây là loại dạng đường phèn bột. Thì nó đã loại bỏ chỉ và xay nhuyễn rồi các bạn. Các bạn cũng có thể dùng cái đường phèn cục nha. Nhưng mà đường phèn cục lưu ý là nó có chỉ thì mình phải lược lại. Và thường cái hỗn hợp, ví dụ như các bạn cân cái hỗn hợp này xong, cho mỗi một lần bán, ví dụ như các bạn bán 20 lít nước thì các bạn cân tổng cái này cho 20 lít. Mà mẹo kinh doanh thì người ta sẽ xay ra, người ta túm bịch sẵn, khi nào nấu người ta chỉ đổ vô nấu thôi. Người ta sẽ không biết mình nêm cái gì trong đó, thực ra nó chỉ là muối, đường, bột ngọt thôi. 49 gram nước mắm, mình lại sẽ làm tròn luôn là 50 gram nước mắm. Rồi cái nồi nước dùng của mình nấu gần đạt thời gian thì mình sẽ cho mình nêm gia vị vào để cho nó gia vị nó thấm vào trong thịt, mình ăn được xíu quách rất là ngon nha. Chứ mà các bạn nêm trễ quá thì nêm nó không thấm vào trong thịt. Trộn đều, các bạn đừng có cho hết nha, mình trộn đều tất cả các gia vị này lại, mình sẽ cho từ từ, nhiều khi mình cân lộn. Cái gia vị này nó có hạt nêm nhé, khi mà các bạn cho vào nó sẽ xì cái bọt của hạt nêm lên. Thì các bạn hạ lửa và mình để cho nó tự tan, sau đó mình vớt hạt nêm nha, vớt cái bọt nha, các bạn đừng khuấy. Khuấy nó sẽ bị đục nha. Natha sử dụng cái hạt nêm gà của Hồng Kông cho nên bọt nó sẽ xì từ từ và nó sẽ ít hơn so với cái hạt nêm Knorr hoặc là Meiji của Việt Nam. Mà lưu ý là dù các bạn sử dụng hạt nêm nào cũng vậy, mình cho vào để tự nó tan. Khi mà nó tan từ từ thì bắt đầu bọt nó sẽ xì lên nè. Có thể là mình sẽ tắt bếp hoặc là mình dặn nhỏ lửa, bắt đầu mình vớt bọt. Mình sẽ cho hết cái gia vị mình vừa cân vào nha các bạn. Như vậy là nó sẽ vừa ăn. Sau đó mình sẽ nêm thêm nước mắm, nó sẽ đậm đà hơn. Và cái phần nước mắm này các bạn không cần đo cũng được. Các bạn cuối cùng các bạn nêm nước mắm theo khẩu vị. Hoặc là nếu mà các bạn không thích nêm nước mắm thì mình sẽ thêm cái hạt nêm hoặc muối. Mình sẽ có một ít cái phần hành để một lát mình nêm. Trong cái tô hủ tiếu đồng thời mình sẽ lấy chút hành mình nêm vào trong cái thịt bằm nha các bạn. Thịt này các bạn có thể là ướp hành tím cũng được. Natha sẽ dùng ở đây là một muỗng, khoảng chừng 3 muỗng cà phê đầu hành, một muỗng cà phê hạt nêm. Nó chỉ hơi có vị một xíu thôi, không cần phải nêm đậm đà các bạn. Mình sẽ ướp trong vòng 15 phút, hoặc nếu mà các bạn ướp lâu hơn thì các bạn nhớ bỏ vào trong tủ đông nha. Đây là cái phần thịt nạc xay của mình nè các bạn. Để cho cái thịt của mình xào nó thơm, nó ngon, nó không bị dính thì mình sẽ cho một xíu nước dùng vào nha. Khoảng một giá. Sẽ trộn đều nó lên. Sau đó mình mới đi xào nha các bạn. Trộn đều nó lên như thế này, khi mà mình xào nó không dính vào cái thịt của mình rất là ngon. Cho khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn vào đây. Các bạn có dầu tỏi, dầu hành tỏi thì mình cho vào nó thơm nha. Natha đang cho dầu hành tỏi. Chỉ còn dầu nó hơi ấm ấm thì mình sẽ cho tỏi vào. Một số quán của người Hoa các bạn, người ta sẽ không xào thịt luôn. Người ta sẽ múc nước thật sôi vào trong cái thịt. Người ta bán hết thì người ta sẽ múc tiếp, người ta sẽ làm như vậy. Thì thịt nó sẽ rất là ngon và nó trắng. Mình xào lâu quá hoặc mình để lâu quá thì thịt của mình nó bị đen. Tỏi nó thơm và nó vàng thì mình sẽ cho thịt vào xào nha. Nói thay sẽ cho thêm 2 giá nước dùng nữa. Ít nước quá là thịt mình nó sẽ đen á. Rồi như vậy là xong rồi. Cái nước dùng mình đã nêm nó vừa ăn rồi, cái thịt mình có xíu gia vị nữa. Nó rất là vừa. Cái phần rau nêm cho cái phần hủ tiếu Nam Giang của mình sẽ gồm có đầu tiên là hành lá. Tiếp theo nữa là rau cần hay còn gọi là cần tàu. Thì nếu mà các bạn không thích rau cần thì các bạn có thể thay thế bằng ngò rí. Nhưng mà thường cái món hủ tiếu thì Natha hay dùng cái cần tàu, nó sẽ thơm ngon hơn. Và bắt buộc phải có cái phần này là hẹ. Hẹ Natha cũng cắt khúc rồi. Và hành, phi, mỡ và tép mỡ. Đây là năm cái món không thể thiếu. Ngoài ra người ta còn có thêm cải bách thảo, kêu bằng cải bách thảo muối hoặc là xá bấu á các bạn. Và ngoài ra thì có nhiều nơi người ta không chuẩn
không những sử dụng hành phi mà người ta cũng có thêm tỏi phi. Hành phi sẽ ngon, ngọt nhưng mà tỏi phi sẽ thơm hơn. Như vậy là mình đã chuẩn bị xong cái phần để nấu hủ tiếu, thì gồm có tim mình, tim nè, nó thay đã luộc xong, ngâm nước lạnh và sắc mỏng. Tôm đã luộc. Các bạn nhớ mình luộc tôm á, mình lột tôm á thì chừa cái đầu cho nó đẹp. Ví dụ ở phía này nó có một cái lằn đen thì bạn cắt ra lấy, còn nếu mà tôm nó không có lằn đen thì khỏi cắt. Rau ăn kèm cho cái hủ tiếu Nam Vang sẽ gồm có xà lách nè, tần ô nè, cần tàu hay còn gọi là rau cần đó các bạn, và giá hẹ. Và ngoài ra mình cũng có cái thịt bằm mình đã xào xong. Mà hủ tiếu thì thường các bạn mua cái hủ tiếu ở Thủ Đức nè, hủ tiếu Sa Đéc thì nó sẽ ngon. Nói người ta mua cái cọng hủ tiếu nó nhỏ mà nó dai á thì hủ tiếu sẽ ngon nha. Mình sẽ bắt cái nồi nước để trụng hủ tiếu và trụng giá nha. Mình trụng giá ở dưới tô á, nhìn cái tô rất là đầy đặn. Cái cọng hủ tiếu thì nó sẽ dai hơn cái cọng phở nên các bạn trụng nó lâu hơn nha. Xong rồi các bạn sẽ sờ cái cọng hủ tiếu nó mềm mềm là được nè. Các bạn đừng để nó mềm nhũn tại vì mình còn bưng ra nước nó còn nở ra nữa. Sau đó mình sẽ cho trứng cút vào nè các bạn, tim nè, hoặc là các bạn có thể cho thịt tôm ha. Mình cho cái phần thịt bằm vào, mỡ và tất mỡ nó mới ngon nha các bạn. Sau đó mình sẽ chan nước dùng nha. Mình sẽ chan nó nhiều nhiều một xíu để người ta ăn rau nè, rồi với cọng hủ tiếu nó nở ra nữa. Một ít tiêu, hành phi hay tỏi phi là đây cái phần hủ tiếu của mình ha. Nãy giờ cái cọng hủ tiếu nó cũng nở ra rất là nhiều rồi. Rau cần ô nè, cái hủ tiếu này các bạn ăn nhiều rau nó mới ngon ha. Bởi vậy cái nước của mình nêm á nó đậm đà thì bỏ rau vô nó vừa ăn các bạn. Cái nước của mình mặc dầu nó có cái thịt băm nhưng mà nó cũng rất là trong và ngon nè các bạn. Nước dùng rất là thơm và nó vừa gia vị. Khi mà ăn thì khách có thể chan thêm một xíu nước mắm nè. Video clip của Natha đến đây là hết rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Các bạn làm thành công món này nhớ báo cho Natha biết để mình vui hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.